Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở clip này. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái vấn đề là tưới nước cho sầu riêng ri 6 như thế nào và sầu riêng mõn thon như thế nào sau khi sổ nhụy hoàn toàn và chạy trái. Cái kỹ thuật tưới nước này nó rất là quan trọng các bạn. Bởi vì ấy, nếu như mà mình có xịt cái thuốc gì đi chăng nữa mà mình chỉ cần tưới nước sai, không đúng, tưới dư nước hoặc là quá thiếu nước thì nó cũng sẽ rụng. Dù là có tưới thuốc gì, bón phân gì, nếu như tưới sai là mình chắc chắn là nó sẽ vẫn rụng nha các bạn. Điều tiết nước là quan trọng nhất và là khó nhất, đòi hỏi kinh nghiệm của mình. Phải nhìn làm sao biết được cây đủ nước, thiếu nước là thông qua dàn lá và cái cách mà ở bên trong cái trái sầu riêng nó thải sinh lý như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ chi tiết về cái cách mà mình điều tiết nước chuẩn để cho mình giữ được trái nha các bạn. Thì trước khi đi vào clip thì nếu cô chú anh chị và các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình sẽ chia sẻ nhiều những cái kiến thức hay ho, kinh nghiệm hay ho, bổ ích cho quý cô chú anh chị mình nắm để mình cùng làm. Và nhớ like video để ủng hộ mình nha. Rồi, mình sẽ chia sẻ chi tiết về sầu riêng ri trước. Sầu riêng ri của mình nè các bạn, nó đậu, nó sổ nhụy xong nó chạy trái nè. Đây nè. Mình quay trước cho các bạn xem nó chạy trái như thế nào nha. Rồi mình sẽ chia sẻ nhé. Mình quay một số cây cho các bạn xem nè. Hôm nay nó sổ nhụy xong nó chạy trái nè. Đã không các bạn? Quá đã luôn nha. Đấy. Rồi, sầu riêng thái nè các bạn. Bây giờ mình quay cây sầu riêng thái là sau sổ nhụy nhá, nó sẽ như thế nào nha. Đây là sau dứt nhụy nha. Rồi, trước kia là mình kéo đọt các bạn. Mình kéo đọt cho nên rằng là mình tưới 3 tiếng đồng hồ để mình kéo đọt. Thì hiện tại đối với sầu riêng ri 6 vào thời điểm này mình tưới là 3 ngày tưới một lần. 3 ngày tưới một lần và một lần tưới là 1 tiếng đồng hồ. Tương đương ngày trước mình kéo đọt ấy thì mình tưới 3 tiếng. Cái cây năm thứ 5, năm thứ 6 là mình tưới 800 lít nước. Cây năm thứ 10 là mình tưới 1000 lít nước. Còn hiện tại khi mà sổ nhụy xong như thế này các bạn thì mình tưới là 3 ngày, vẫn tưới 3 ngày một lần. Nhưng mà đối với cây năm thứ 5, năm thứ 6 là mình tưới 1 tiếng. Tương đương với lại 270 lít nước đối với ri 6. Và đối với cây năm thứ 10 là vẫn tưới 1 tiếng là 360 lít đối với ri 6. Sầu riêng ri 6 các bạn, mình tưới dư nước một chút thì nó vẫn đậu, mà mình tưới thiếu nước một chút thì nó vẫn đậu. Nó dễ hơn thằng sầu riêng mõn thon rất là nhiều. Nhưng mà đối với sầu riêng mõn thon các bạn, nếu mà mình tưới chỉ cần dư nước một chút thôi là nó sẽ rụng rất là nhiều. Và mình chỉ cần tưới thiếu nước thôi thì nó cũng, mặc dù là tỷ lệ nó đậu là nó có, nếu như mình tưới thiếu nước ấy, thiếu cái giai đoạn này thiếu còn hơn thừa các bạn. Nhưng mà nếu mà thiếu quá thì sầu riêng của bạn chậm lớn, chạy trái rất là lâu, nó không chạy trái mau, nó chạy trái rất là lâu. Chậm lớn thì mẫu trái đó sau này ấy, nó sẽ khó có ký nha các bạn. Mình thổi lên nó khó nha. Cho nên là mình tưới đủ nước ấy, thì cái trái của mình nó chạy rất là mau. Nó chạy mau lắm. Nó chạy mau thì cái trái sau này nó mới đạt được 3-4 ký, nó dễ nha các bạn. Các bạn thấy đã không? Đó, bên trong này là sổ nhụy nè. Còn dàn lá nè các bạn. Dàn lá nè. Dàn lá quá đạt nha các bạn. Năm nay thì nói chung là mình năm nào cũng làm dàn lá thì nó đạt các bạn. Dàn lá khỏe lắm. Cây này của mình là cây năm 12 rồi. Rồi, mình nói qua sầu riêng mõn thon. Đối với mình ấy, thì sầu riêng mõn thon ấy, nó rất là khó chịu trong vấn đề là tưới nước các bạn. Thì mình tưới như sau.
đối với sầu riêng mõn thon. Nó có cây uống ít nước, có cây uống nhiều nước. Có cây ấy, thì mình vẫn tưới giống như ri, là vẫn tưới 1 tiếng đồng hồ. Cây năm thứ 5, năm thứ 6 là mình tưới 270 lít. Cây năm thứ 10 là mình tưới 360 lít. Nhưng sầu riêng mõn thon ấy, nó khác cái là mình điều tiết nước bằng cái cách ấy, là ví dụ như cái cây nào 3 béc đúng không? Mình vẫn tưới 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà cây nào 3 béc á thì mình khóe 1 béc lại. Nếu như cái tỷ lệ ấy, mà cái sầu riêng mõn thon này nè, bắt đầu là cái tỷ lệ thải sinh lý ấy, sau khi mà sổ nhụy ấy, mà mình tưới giống ri ấy, mà nó bị rụng nhiều, dàn lá thì nó tươi, nó rụng nhiều thì mình sẽ giảm nước bằng cái cách mình tưới béc ấy, thì mình giảm nước bằng cách là mình khóa béc lại các bạn. Mình tưới 3 béc cho cây năm thứ 5, năm thứ 6 thì mình khóa lại 1 béc thì nó chỉ còn 2 béc thôi. Thì đối với cái cây đó thì mình sẽ tưới vẫn 1 tiếng, nhưng mà mình tưới 2 béc thì nó chỉ còn 180 lít thôi các bạn. Bởi vì béc nhà mình có 90 lít, 90 lít chỉ 1 tiếng. Còn những cây nào mà nó thải sinh lý nhiều hơn nữa, mà nó rụng nhiều nữa thì mình lại giảm đi còn 1 béc thôi. 3 ngày một lần mình tưới 1 béc thôi, cho tới khi nào mà nó đậu, nó đậu chạy trái tốt rồi ấy, thì bắt đầu mình lại tăng nước lên nha các bạn. Các bạn biết tại sao sầu riêng mõn thon nó khó làm không? Bởi vì sầu riêng mõn thon ấy, cái cơ chế của nó ấy, là nó hút nước rất là mạnh. Các bạn nhìn cái dàn lá của mõn thon ấy, cái lá bao giờ nó cũng to, sung. Cây của mõn thon ấy bao giờ lá nó cũng to và sung lắm. Cái mặt gỗ của nó hút nước rất là mạnh. Các bạn cứ để ý đi, sầu riêng mõn thon ấy nó hay bị cái tình trạng là nứt thân xì mủ các bạn. Nó rất là hay bị nứt thân xì mủ. Nhưng mà thằng sầu riêng Ri6 ấy, nó lại rất là ít bị nứt thân xì mủ. Bởi vì cái cơ chế, cái mặt gỗ của cái thằng sầu riêng mõn thon ấy là nó khác, nó hút nước mạnh lắm. Cho nên ấy, rất là dễ bị dư nước nha các bạn. Đây nè, sầu riêng mõn thon nè. Này nó đậu chạy trái. Bắt đầu là nó đang chạy trái là cái râu này bắt đầu nó khô ấy, là bắt đầu mõn thon nó chạy trái nha các bạn. Khi nào mà cái râu này bắt đầu nó khô ấy, các bạn thấy nó khô, bắt đầu nó khô khô hẳn luôn thì bắt đầu là chạy trái mạnh nha. Còn này là đang bắt đầu chạy trái nè, dính cứng ngắc luôn. Tưới nước ấy, nó khó lắm các bạn. Các bạn phải căn. Thì đấy là mình nói là cái quy chuẩn của mình là mình tưới nước như thế nào để các bạn căn theo. Đó. Cây năm thứ 5, năm thứ 6 là mình tưới 1 tiếng đồng hồ, tương đương với lại 270 lít sau khi xả nhụy nha, 270 lít. Còn đối với cây năm thứ 10 là 360 lít. Và đó là một cái chuẩn của mình. Thì mình nói ra cái chuẩn này. Rồi sau đó cái cây nào mà nó dư nước, nó dư nước nó thể hiện qua cái việc là sau khi xả nhụy là nó thải que diêm nhiều, mình tưới theo cái chuẩn đó. Nếu như nó thải que diêm nhiều, đây là cái tim đèn này nè, sau khi sổ nhụy xong mà nó thải nhiều đối với mõn thon nha. Nếu nó thải nhiều, mình đang tưới 3 béc, mình đang tưới 4 béc cho cây năm thứ 10 đi, thì mình giảm đi 1 béc, nó còn 3 béc. Mình vẫn tưới 1 tiếng đồng hồ, mình giảm đi 1 béc, thì nó chỉ còn 3 béc thôi. Thì thay vì nó là 360 lít, thì nó chỉ còn 270 lít thôi các bạn. Đấy. Còn nếu mà nó rụng nữa, thì mình vẫn tưới 3 ngày một lần, mà mình lại giảm đi 1 béc nữa, thì cây năm thứ 10 chỉ còn tưới 2 béc thôi. Đấy là cái cách của mình. Mình khóa béc lại các bạn. Mình tự chủ được trong cái vấn đề là béc. Cho nên là mình điều tiết bằng cái cách đó, nó chạy trái tốt mà. Đây nè, mõn thon mà nó chạy nè các bạn. Nó dính cả chùm như vậy nè. Mai mốt là tỉa mệt luôn nha. Này, khi mà râu á của mõn thon á nó chói quá, để cho mình quay qua này, mình chiếu cho mình quay cho các bạn cho nó dễ thấy nè. Đây nè. Sầu riêng mõn thon á khi bắt đầu mà nó cái râu mà nó đen lại các bạn. Này, cái râu này nè. Cái râu bắt đầu nó đen lại nè. Đấy, nó đen lại là bắt đầu là nó chạy trái mạnh lắm nha các bạn. Khi nào nói chung là tới cái giai đoạn mà cái râu của mõn thon á mà nó đen lại như thế này nè, là các bạn qua được một cái giai đoạn đầu tiên nha, cái giai đoạn thải sinh lý đầu tiên nha, chuẩn bị tới cái thải sinh lý lần thứ hai nha. Nó màu đen như vậy là nó dính ghê lắm các bạn. Mình soi cho các bạn xem nè, khi mà râu nó đã chuyển sang màu đen là dính nè, quá ghê gớm luôn các bạn ơi. Nó chạy trái đậu à. Đấy, như đối với cây này của mình á thì nó lại khác, nó hốc nước các bạn. Ở dưới này nó hốc nước à, mình để cỏ nha. Dưới này thì nó bị hốc nước, mình tưới 4 béc. Đấy, đối với cây này thì mình tưới 4 béc, nó tương đương với lại 360 lít. Thì vẫn bình thường, cây này cây năm thứ 10 nha các bạn. Thì nó vẫn bình thường, nó đậu như thế này nè. Đấy,
Còn nếu như đối với cây khác á thì nó lại rụng nhiều thì mình lại phải giảm đi. Cho nên á là mỗi một cây các bạn phải đi thăm vườn thường xuyên nha các bạn. Các bạn phải đi thăm vườn thường xuyên, ngày nào cũng ra thăm. Thăm mình mà một ngày bạn phải thăm tới 3 lần luôn á. Bạn phải thăm liên tục như thế để mình biết được là cái cây nào nó thiếu nước, cái cây nào nó dư nước các bạn. Cái điều này nó rất quan trọng nha. Dù bạn có xịt cái thuốc gì đi chăng nữa mà các bạn mà tưới mà dư nước là thua. Mà các bạn tưới thiếu nước ấy, thì trái nó lại lâu lớn, mà nhiều khi ấy, nó đậu xong lúc sau nó còn rụng ghê nữa. Còn mình là mình tưới đủ nước các bạn, nó chạy quê ghê luôn các bạn. Bây giờ mình tăng nước lên để cho rụng nhiều đi nha các bạn. Mình đang chuẩn bị là mình tăng hơn nè, 1 tiếng rưỡi nè. Mình tăng lên 1 tiếng rưỡi để cho nó chạy mau nha. Đối với sầu riêng ri á, còn sầu riêng Thái là mình vẫn phải điều tiết nước đều 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 nha. Sầu riêng Thái nó rất là dễ dư nước. Bởi vì sầu riêng Thái thì như mình nói đó, cái mặt gỗ của nó hút nước mạnh lắm các bạn. Đấy, nó đậu rồi, quá ghê luôn các bạn. Đây là cái kinh nghiệm của mình trong trong nhiều năm qua ấy. Mình để ý các bạn. Cho nên là mình chia sẻ cho các bạn nào mà mới bắt đầu làm hoặc là làm rồi mà chưa có, mình làm lâu rồi nhưng mà mình vẫn chưa có biết cái cách điều tiết á, thì mình cũng nghe và tham khảo để mình áp dụng cho cái vườn của mình để làm sao ấy. Mình muốn là mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình để cho tất cả mọi người mình làm sầu riêng á nó có đạt được cái sản lượng cao nha các bạn. Đạt sản lượng cao, đạt sản lượng nhiều. Tốt. Cái dàn cây của mình nè các bạn. Hôm bữa đọt của mình á, mình kéo đọt á là không, những các bạn mà xem những cái clip trước của mình, cái đợt mà kéo đọt á các bạn cũng biết là đọt của mình nó ghê tới mức nào nha các bạn. Nên là hôm nay là nó bắt đầu nó chuyển lụa hết rồi nè. Mình xử lý già lá bằng 7544 nha. Đây. Hôm nay là những cái cây đó nè. Chu cha bạn ơi. Đậu quá thể luôn các bạn. Là mình có xịt canxi bo khi mà sổ nhụy xong khoảng 80% nha các bạn. Sau khi sổ nhụy xong 80% thì mình xịt canxi bo, cái bộ canxi bo của mình á, cái canxi bo đó của mình nó là Manifest. Cái canxi đó trong đó nó có 9% đạm và 9% kali. Bởi vì mình kéo đọt. Là bởi vì mình kéo đọt cho nên là đọt lúc đó nó vẫn còn hút dinh dưỡng, cho nên mình phải đi theo kiểu dinh dưỡng đó. Còn các bạn nào mà không kéo đọt ấy thì các bạn chỉ cần xịt canxi bo bình thường là được, là đủ. Còn mình kéo đọt thì mình phải đi theo kiểu dinh dưỡng khác, là mình xịt cái canxi bo nhưng mà thành phần đạm ở trong đó là 9%, kali là 9% và canxi là 7,2%. Cái chai đó thông số nó là như vậy các bạn. Bạn nhìn đậu này, dàn lá đẹp, đậu trái nó xanh lắm bạn. Này nó chạy trái màu, mà cái cuống thằng ri ấy, thì được cái là cái cuống nó xanh nè, cái cuống nó xanh mà nó chạy trái luôn. Còn thằng Thái á, các bạn phải để cho cái râu của nó mà đen á thì bắt đầu nó chạy trái. Mình nói đậu trái rất là tốt luôn. Còn ban đầu mà các bạn mà tưới dư nước ấy, là nó sẽ thải luôn, thải nhanh lắm. Nên là đó là hai cái kỹ thuật mà mình điều tiết nước cho ri và Thái. Và đối với thằng ri á, nó cũng có một số cây đặc biệt là nó chướng các bạn, là nó bị dư nước ấy, nó dễ dư nước lắm, nó chướng ấy. Thì các bạn cũng điều tiết theo cái cách đó. Nếu bạn tưới tay ấy, thì các bạn giảm đi, cân bằng mắt bạn giảm đi. Còn mình là mình tưới bét, mình vẫn tưới 1 tiếng nhưng mà mình giảm bét đi các bạn. Đây nè, các bạn nhìn nè, quá tay luôn các bạn ơi. Các bạn nhìn nè, đậu à. Cái này là nó chạy trái được khoảng 1 tuần rồi các bạn. 3 ngày nữa là mình vô phân 12, 11, 18 nha. 3 ngày nữa mình vô phân 12, 11, 18 để mình nuôi cái lượng trái này. Mình nuôi cái lượng trái này rồi cái thằng nào nó thải thì nó thải, còn thằng nào nó đậu các bạn. Này thì cái quả nó khỏe thì nó sẽ đậu lại các bạn. Này, cái cuống của mình này nó rất là dài nha các bạn. Nó dài, nó ơi dài nè. Này nó dài này, một một đốt này, hai đốt này, ba đốt này. Nó đậu bình thường các bạn. Cái chuyện mà cái cuống dài hay là ngắn ấy, thì đối với mình nó không quan trọng các bạn. Quan trọng là cái bông của mình nó có khỏe hay không. Cái dinh dưỡng của mình nó đi vào cái thời gian mà mình nuôi bông á, mình đi á, dinh dưỡng nó có đủ hay không, nó có khỏe hay không. Bông của bạn dù có ngắn hay dài mà cái bông của bạn yếu thì sau sổ nhụy ấy, thì nó rất là khó đậu trái. Còn khi mà mình đi đủ phân đủ nước, dù là bông ngắn hay bông dài, chỉ cần đủ dinh dưỡng thì tức khắc sau sổ nhụy là nó đậu rất là tốt các bạn.
Màu xanh kinh. Màu xanh kinh thì dễ các bạn, tưới nước thì cũng bình thường như ri thôi. À, như ri thôi thì nó cũng dễ đậu. Màu xanh kinh này thì đậu như chuồng bò ấy, dễ. Đó, cái này trước sổ nhị 10 ngày thì mình đã đi phân 12, 11, 18 các bạn. Thì sau sổ nhị 10 ngày thì mình lại đi phân 12, 11, 18. Nay là sổ nhị được 7 ngày rồi các bạn. 3 ngày nữa là mình vô phân nhá. Đây là nó sổ nhị xong rồi. Còn ở trên á, ở trên thì bây giờ là hiện tại là cái sổ riêng của mình nó đậu nhiều quá các bạn. Thì mình chưa xịt cữ hai nha, mình chưa xịt canxi bo cữ hai đâu nha. Nó đậu nhiều quá rồi mình để cho rụng bớt cái đã rồi mình mới xịt các bạn ơi. Sau khi mà nó sổ nhị được khoảng 80% ấy, 80% trên cây thôi là mình đã bắt đầu xịt canxi bo rồi. Thì bây giờ nó sẽ đậu như thế này là các bạn. Thì canxi bo và cái cách mà mình điều tiết nước á, điều tiết nước đúng á thì nó đậu rồi các bạn. Chạy trái nè. Bây giờ ấy thì mình đợi cho nó rụng thêm nha các bạn, để nó rụng khoảng cái chừng 50% nữa là mình mới xịt canxi bo nha. Thì có thể là khoảng cái chừng 10 ngày nữa, 10 ngày tiếp theo nữa thì mình mới xịt canxi bo để cho nó. Nhưng mà trong trường hợp này nếu mà nó rụng thải sinh lý lần hai nhiều ấy thì mình sẽ xịt canxi bo luôn nha. Nói chung là cứ mình cứ canh là cứ khi nào mà rụng cảm thấy là rụng nhiều nhiều ấy thì mình bắt đầu lại xịt canxi bo. Cứ rụng nhiều nhiều là mình lại xịt canxi bo. Cái lúc giai đoạn này ấy, nó cần canxi bo nha các bạn, đặc biệt là canxi nha. Bây giờ nó rút canxi mạnh lắm, cho nên là mình phải đưa một lượng canxi nhiều vô các bạn. Nó đậu à, ghê không các bạn? Chùm, sầu riêng ri ấy. Đây ri 6 à, đậu chùm luôn. Sầu riêng mõm thon bắt đầu nó cũng chạy trái này nè các bạn. Điều tiết nước rất quan trọng các bạn nhé, nó cực kỳ quan trọng luôn. Đây là sầu riêng Thái này, bắt đầu mà nó khô cái râu này là bắt đầu nó chạy trái này, thì là coi như là mình tưới nước như vậy là ổn nha các bạn. Đấy thì cứ cây nào, mình xin nhắc lại là cứ cây nào mà nó dư nước, mình thì mình cứ tưới một tiếng đồng hồ, 3 ngày tưới một lần. Cây năm thứ 5, năm thứ 6 lấy quy chuẩn của ri nhé, mình lấy quy chuẩn của ri là cây năm thứ 5, năm thứ 6 là 270 lít. Cây năm thứ 10 là 360 lít. Mình lấy quy chuẩn của thằng ri, mình tưới cho thằng Thái luôn. Nhưng đối với thằng Thái ấy, sầu riêng Thái mình vẫn tưới một tiếng đồng hồ, nhưng mà mình chỉnh theo bét. Có nghĩa là cây nào mà 3 bét ấy, thì mình giảm còn 2 bét. Nếu mà dư nước ấy, thì mình lại giảm còn 2 bét. Còn nếu mà nó dư nước nữa mà nó rụng nhiều các bạn, thì mình lại giảm còn 1 bét. Bởi vì mỗi một cây sầu riêng Thái ấy, nó sẽ hút nước khác nhau các bạn. Ri thì nó dễ hơn, nó tưới nước nhiều một chút ấy, thì trái nó mau lớn mà nó cũng khó rụng các bạn. Nó không phải là quá khó, không có quá khó đậu đâu các bạn. Ri thì nó dễ đậu lắm. Cho nên là tưới nước ấy, các bạn có thể sai một chút cũng được, có thể dư một chút cũng được, có thể thiếu một chút thì nó cũng vẫn đậu. Nhưng mà đối với hàng Thái là không nha các bạn. Đối với hàng Thái là phải gần như là tỷ lệ mà mình tưới nó phải chuẩn, gần như là phải 95% các bạn, hoặc là tới 100% các bạn. Phải chuẩn lắm, Thái nó khó. Cho nên đấy là cái cách kinh nghiệm của mình là mình chia sẻ cho các bạn là mình tưới nước như thế nào nhé. Là mình canh qua bộ lá, thứ nhất là canh qua bộ lá, cái thứ hai là mình canh qua cái việc là nó thải sinh lý như thế nào. Được chưa? Rồi, cái bộ lá cái thời điểm này á là các bạn tưới như vậy, 3 ngày tưới một lần mà tưới một tiếng á. Đối với cái năm thứ 5, năm thứ 6 là 270 lít, thì nó chỉ đủ cái lượng nước để cho nó nuôi, đủ lượng nước thôi các bạn, chứ nó không có tươi đâu. Thì cái bộ lá của mình nó sẽ hơi héo héo các bạn. Nó hơi buồn buồn ấy, nó hơi thiếu nước chút thì nó héo héo một chút thì nó sẽ đậu tốt nha các bạn. Đây. Ri nó thải gì, nó bắt đầu nó chạy trái lên nè. Nó đậu quá luôn các bạn. Giờ nó phải cho rụng bớt đi chứ không thôi nó đậu nhiêu đây nè, không chịu nổi các bạn. Trên này nó có cổ trước này. Cổ trước này nó còn cả đợt nó đậu cả trăm trái rồi các bạn ơi. Còn cổ sau này thì mình chắc để xem coi như thế nào mình bỏ các bạn. Ăn trăm trái ở trên này thôi. Cây này của mình năm nay mới có năm thứ 8 à. Nó đậu quá trời luôn nè. Cái cổ hai này thì mình cứ từ từ đã, mình nếu mà ở trên là nó đậu ngon lành mà
ok lắm luôn rồi, thì mình sẽ bứt luôn cái cổ hai này, mình ăn cái cổ trước này nha các bạn. Đây, cổ trước này nó dư trái rồi, nó mình đếm nó còn hơn cả trăm trái rồi, trên này nhiều lắm. Mốt mà nó lớn lớn lên là các bạn nhìn kín cây luôn á. Này, chạy trái này các bạn. Này chạy trái nè. Các bạn nhìn nè, đã không? Ri á, ri 6 nó chạy trái vậy á. Chùm 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 nè, cục cục nè. Đấy là mình chỉ xịt canxi bo mới có một lần thôi nha các bạn. Mà mình chưa đi phân 12 18 lại đâu nha. Mới xịt canxi bo một lần thôi á. Là điều tiết nước thôi, là nó sẽ đậu như thế này nè các bạn. Ghê không? Quá ghê luôn nha các bạn. Này giờ mình phải tưới tăng nước lên chút để cho nó đậu bớt, rụng bớt đi các bạn, rụng bớt đi rồi xong bắt đầu là mình mới điều tiết lại một chút để cho nó đậu lại nha. Chứ bây giờ nó đậu nhiều quá. Rồi đấy là đôi điều mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn, cô chú anh chị và các bạn mình, để mình hiểu được cái cách là điều tiết nước nó như thế nào. Cái điều tiết nước này ấy, nó phải đòi hỏi mình phải có kinh nghiệm các bạn. Mỗi một năm mình làm mình sẽ có kinh nghiệm thêm về cái điều tiết nước này. Bởi vì cái điều tiết nước này ấy, mỗi một cây nó uống nước khác nhau. Mình mỗi một năm mình làm xong ấy, thì mình sẽ biết được cái cây đó của mình năm nay ấy, là nó sẽ uống nhiều nước hay là cây nó thiếu nước hay là uống ít nước. Bởi vì mỗi một cây thì nó uống nước khác nhau các bạn ơi. Rồi thôi thì nếu mà cô chú anh chị nào, cô chú anh chị và các bạn nào mà thấy mình chia sẻ những cái video này mà thấy hay, ý nghĩa, có giúp ích được phần nào cho cô chú anh chị, thì cô chú anh chị các bạn mình có yêu mến mình thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và nhớ like những cái video của mình. Sắp tới mình sẽ ra nhiều video về những cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ để cho giúp ích được một phần nào đó cho cô chú anh chị và các bạn mình nắm, để mình làm cho sầu riêng nó đạt sản lượng cao nha các bạn. Thôi mình xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn.